Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay mình sẽ chơi tiếp Minecraft thời đại khủng long. Và trong suốt cái chặng đường vừa rồi thì chúng ta đã hồi sinh được rất là nhiều loài khủng long hả các bạn. Hôm nay thì chắc là chúng ta sẽ bước tới trận chiến cuối cùng, bởi vì hiện tại chỉ còn hai con boss mà mình cũng như là những người bạn khủng long chưa có đánh bại các bạn ơi. Và để chuẩn bị cho trận chiến với hai con boss cuối này thì chắc mình sẽ đi cày nguyên liệu trước cái đã. Mình đang tính là lựa đồng đội đi theo các bạn ơi, nhưng mà chuyến này đi thì để cho đơn giản chắc là mình sẽ cưỡi khủng long bay thôi các bạn à. Mình nghĩ như vậy là tiện nhất rồi đó. Ok, mình sẽ cưỡi khủng long bay nào đây ta. Hình như hôm qua nhóc này chưa đi với mình nè. Ok, dẫn đi theo ha. Chiến này thì mình sẽ trở lại địa ngục các bạn ơi. Bởi vì bên địa ngục mình sẽ cần săn một cái con mà lúc trước mình đã từng gặp rồi. Đó chính là một cái con giống như thuồn luồn nhưng mà sống dưới dung nham vậy đó. Nhưng mà mong là chiến này đi mình đừng có gặp mấy cái thanh niên quái vật đột biến nữa. Những con gat đột biến nè, rồi những con strider đột biến nữa. Gặp mấy con đó thì phiền phức lắm các bạn ơi. Rồi, nhiệm vụ của mình là kiếm một cái hồ dung nham gần đây rồi chúng ta canh me canh chua ha. À, bạn nào có nhu cầu mua Apple Block, Lovefruit cũng như là Unit Toilet thì nhớ ghé qua shop của Lập nha. Link shop ở dưới phần bình luận video á. Đây. Đây rồi. Trời, nó định tấn công cũng long bay mình hay sao vậy? Ây da, con này. Con này gánh má. Đâu rồi. Lại đây. Mình phải vô. Hai con lớn. Bây giờ mình đánh vô phần nào của nó đây? Đây rồi. Một hit. Lại đây. Ở kìa. Đồ nó rơi xuống dung nham rồi các bạn ơi. Cây thật. Gì đấy? Sao mình bị tấn... Sao bị mất máu vậy? À, nó dưới này. Ở sao ta? Nó thì ở dưới dung nham, mình thì ở trên. Có vẻ là mình không bắt nó bằng cái lasso được rồi. Ôi, nó bay lên. Đúng rồi. Và yes, nó đã rơi ra cho mình những cái răng của rắn xương rồi các bạn ơi. Đây chính là thứ để mình có thể biến thành thuốc nhìn trong dung nham các bạn ơi. Rất là hữu dụng nha. Ê, cái này con mũi này đi chỗ khác. Thấy người ta nó còn phun, nó phun nước miếng vô mặt mình nữa các bạn. Con mũi này láo dừa giấy. Rồi mình sẽ múc một ít dung nham ha. Ok, cỡ 3 chai. Sau đó thì gửi khủng long bay về nhà nấu thành thuốc nhìn trong dung nham thôi các bạn ơi. Đây, ở đây cái dạng pha thuốc này còn trống nè. Cho răng vô, cho chai dung nham vô. Đã. Trong lúc chờ đợi thì mình có thể đi lấy thêm redstone, một ít đá phát sáng và một ít thuốc súng. Tại vì trên này, nhiều xíu đi. Tại vì trên này mình cũng nấu thêm khá là nhiều thuốc các bạn ơi. Ngoài thuốc nhìn trong dung nham ra thì hôm nay mình còn nấu thêm thuốc kháng lửa nè. Cái này không phải mình dùng đâu, mà mình sẽ dành cho những người bạn khủng long của mình các bạn. Thế nên là mình sẽ biến thành thuốc ném được ha. Ở đây là thuốc hồi phục, mình cũng sẽ biến thành thuốc ném được đi. Ok, bên này thuốc sức mạnh thì cũng thành thuốc ném được. Còn thuốc này thì mình uống nên là thôi, khỏi biến. Rất là nhanh thôi, mình đã có thuốc nhìn trong dung nham rồi. Yeah, giờ thì trở lại địa ngục thôi các bạn. Và với lọ thuốc này, mình sẽ tiến hành đi lặn ở bên địa ngục và tìm netherite cho nó nhanh. Chứ bây giờ mình nghèo netherite quá các bạn ơi. Mà hôm nay chế tạo thì lại còn netherite nữa. Vẫn cho khủng long bay ra để chúng ta bay xuống dưới cho nó nhanh ha. Mình sẽ ra giữa cái hồ nhung nham này. Ui, cẩn thận nha. Bất cẩn là em chim bị nướng chín luôn á các bạn ơi. Ok, an toàn. Rồi, mình sẽ nóc vô một chai thuốc nhìn trong dung nham và chuẩn bị. Mặc bộ giáp tectonic vô nữa. Đấy, vậy là bây giờ mình đã có thể nhìn trong dung nham rồi các bạn ơi. Việc còn lại của mình đó chính là đi tìm netherite ở dưới đáy dung nham thôi. Kia rồi. Đổ netherite đầu tiên các bạn ơi, được 3 quặng luôn. Ây da, đá vậy. Tiến lại gần và đào thôi các bạn ơi. Nice. Có chiến lợi phẩm đầu tiên. Nhưng mà nói chung thì cách này cũng hên xui lắm các bạn. Nó phụ thuộc vào cái chỗ mình tìm nó có đủ sâu và mình có may mắn để gặp netherite hay không á. Trời, còn gặp cái con... Con... Ê, con mũi mù gì?
mày nói coi, đi chỗ khác. Gặp cái con xương ở dưới hồ Dung Nham nữa các bạn à. Ê sợ nha. Rồi đây có một cái kim tự tháp và mình sẽ lút thử coi coi. Ê trời, cái kim tự tháp này lút rồi nữa. Ok. Trời đất ơi. Thôi lặn xuống dưới tiếp đi. Ủa nhưng mà khoan, hình như bữa nay mình chỉ cần có hai cái vụn netherite rồi các bạn ơi. Ê vậy là mình đủ KPI rồi. Thôi đi về đi về, chứ hơi đâu mà ở đây chi cho lâu. Ồ mình lên ngay cái cái bách sành luôn các bạn ơi. Nhưng mà nhiều khả năng cái bách sành này mình đã khám phá rồi á, tại vì nó gần cái kim tự tháp mà mình loot sạch cho hơn đồ rồi. Sau khi trở về thì mình sẽ dục mấy cái này ra và sử dụng sức mạnh của set giáp mới của mình để chúng ta biến những cái quặng netherite này thành vụn netherite á. Đó. Mặc cái set giáp này thấy vậy chứ cũng bá đạo lắm các bạn. Đấy. Rồi xong phép. Sau khi đã có được vụn rồi thì chúng ta sẽ chế tạo cái Eye of Monstrous. Đây chính là cái con mắt để giúp mình tìm ra được cái khu vực của thợ rèn địa ngục các bạn à. Bữa nay chúng ta sẽ cùng với Khủng Long chiến đấu với thợ rèn địa ngục ha. Nhưng theo như mình biết thì thợ rèn địa ngục cũng rất là trâu, cho nên là dự tính là mình sẽ dẫn theo đội hình Khủng Long thiên về phòng ngự á các bạn ơi. Các bạn thấy sao? Mình đang tính là dẫn theo Triceratops nè. Diablo thì mình đang không tự tin lắm, tại vì lần trước mình đã mất một nhóc Diablo rồi. Ôi trời ơi. Ôi trời ơi. Ê. Mình phát hiện ra Khủng Long của mình đang khô máu với mấy tên cướp dân làng các bạn ơi. Oh my gosh. Kìa. Wow. Ê dậy đây. Rồi cái nhóc Megalania này. Rồi còn khỉa Khủng Long mình nữa. Thôi nha, không khỉa vậy nha. Anh em trong chung một khu vực á. Rồi đó đi. Quyết định cuối cùng của mình sẽ bao gồm đó chính là ba nhóc Triceratops ha, thay vì là dẫn theo cặp đôi Diablo các bạn à. Bởi vì mình không muốn đi vào vết xe đổ lúc trước đâu. Tại vì trận chiến này cũng là boss cuối á, nên là sẽ không phải giống như những cái boss dễ mà chúng ta từng đánh đâu. Rồi ngoài ra thì mình muốn có sự góp mặt của bộ đôi Tremorzilla các bạn ơi. Và có vẻ đây là bộ đôi mà rất là nhiều bạn thích luôn, bởi cái sức mạnh tiệt chiêu cuối hơi thở ấy. Phun hơi thở phát nào là chất lượng phát đó. Ok, thế nên là mình cũng sẽ theo số đông ha, dẫn theo hai người bạn này. Và cuối cùng mình còn đâu đó cỡ 3 cái lasso hả ta. Ok, mình sẽ dẫn theo gia đình của anh Long. À mà quên tiết lộ cho các bạn nữa, đó chính là trong thời gian giữa hai tập, đứa con của anh Long, chị Long các bạn, mình đã dụ dỗ thành công rồi các bạn ơi. Giờ đang ngủ sẽ like dữ kìa. Mình xuống coi. Hello. Trời, thức chưa? Ok, thức rồi nè. Nhưng mà hiện tại mình chưa có cưỡi được các bạn à, tại vì đâu có yên đâu cưỡi. Mình nghèo. Mình là đổ nghèo khỉ mà. Nhưng mà không sao, vẫn là thành viên trong đội hình của mình ha. Ê chưa, mình coi Khủng Long ở chế độ theo dõi mình hết chưa cái đã. Quang bển là chỉ đi quẩy thôi đó. Ok, tất cả những người bạn Khủng Long đều đã sẵn sàng hết rồi các bạn ơi. Quay, có vẻ là đây là đội hình mạnh nhất hiện tại của mình luôn á các bạn à. Theo như mình thấy vậy á. Bước cuối cùng đó chính là dẫn theo Khủng Long bay, và chúng ta sẽ đi tìm chỗ của thợ rèn địa ngục ha. Ok. Mình cũng hơi gung các bạn á. Nhưng mà phải vượt qua cái sự gung này thôi. Đây cũng là những trận chiến cuối cùng rồi, phải tự tin thì mới dễ giành chiến thắng được. Vẫn như thường lệ thì chúng ta cần phải phóng cái con mắt của thợ rèn địa ngục ha. Để coi coi. Con mắt của thợ rèn địa ngục bay hướng này. Ok, vậy thì chúng ta men theo hướng này và đi tìm thôi các bạn ơi. Cà khịa cái coi. Ôi trời. Cẩn thận nha. Mặc dù mình biết vũ khí này mạnh nhưng mà cũng đừng để bọn chúng lại quá gần các bạn ơi. Ok. Ui tới luôn rồi. Con mũi. Quét tét con mũi này. Con mũi này. Mình sẽ giọng nó. Con mũi khủng khiếp. Coi chừng đó. Tính ra cái chỗ của thợ rèn địa ngục cũng khá là gần cái nơi mà mình spawn ra bên địa ngục này luôn các bạn ơi. Ok. Kìa, thợ rèn bên trong kìa.
Nhưng mà bây giờ để mình tìm chỗ để chúng ta triệu hồi đồng đội cái đó. Đầu tiên thì chắc là mình sẽ cho đội hình bao gồm cặp đôi Tre Mozilla đi nhờ. Ừ, mình sẽ triệu hồi từng đợt các bạn chứ không triệu hồi cùng một lúc. Bởi vì Tre Mo có thể tấn công cả những người bạn cũng long khác á. Rất là nguy hiểm luôn, cái hơi thở đó không có kiểu như né đam cho đồng đội các bạn ạ. Cực kỳ không an toàn ha. Và đây rồi, đây rồi, đây rồi. Ui, ui, ui. Lấy thuốc ra. Lê. Ok, ok. Ây da, trời còn cưỡi lên người nữa. Ok. Cho thuốc vô. Rồi. Demo đã có thuốc rồi. Tấn công. Ây da. Sắp không ổn rồi. Ê. Ok, ok. Tấn công đi. Ui, ui. Có vẻ con boss này khá là trâu các bạn ơi. Ê, Tremo ổn vậy? Ủa, Tremo chắc ổn. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, dùng đam đi. Hay quá. Trời ơi. Bộ đôi Tremo đang dùng đam. Boss này rất là đau các bạn ơi. Ui. Tính ra là mình chưa cần phải nhờ tới Bảo Chúa hay là Tri Xe luôn á. Cô cơ. Wow. Được thật sự. Đúng rồi, cùng nhau chiến đấu. 70 máu cuối cùng. Đúng rồi. Thôi để mình bay lên cao quá đó. Ở dưới này hơi thấp thế cho mình các bạn ơi. Cuối cơ. Một mình trên Mozilla các bạn ơi. Một cái nữa. Ui. Bá đạo thiệt. Cặp đôi này phối hợp rất là ăn ý các bạn ơi. Mình còn chưa kịp đưa những cái người bạn khủng long khác ra nữa. Wow. Ê nhưng mà khoan, lặn xuống đây. Hốp Tremor lên cái đó. Ở đâu rồi, ở đâu rồi? Tremor ơi. Trời trời trời, Tremor chìm sâu rồi các bạn ơi. Thôi lỡ lặn xuống đây lấy cái búa cái đó. Búa của boss rơi ra nè. Ủa Tremor đâu trời? Ê Tremor à. Uống thuốc nhìn trong dung nham coi. Tremor đâu trời? Hả? Ê đừng nói thất lạc Tremor nha. Quay quay quay. Ê, tiếng của Tremor gần lắm. Úi trời ơi. Thánh thần ơi, Tremor còn bơi trong dung nham nữa. Bữa thì chứ. Trời đất ơi. Hết hồn hết vía à. Ok, như vậy thì chúng ta không hề mất Tremor ha. Chỉ qua là Tremor trốn mình thôi. Chơi lặn. Ôi ở đâu rồi? Lại đi lặn ở đâu rồi ông nhỏi này? Thánh thần ơi, đam mê bơi lội vậy. Ok, chụp lại liền các bạn ơi. Bay ra khỏi đây thôi. Quá mệt mỏi rồi. Wow, trận chiến vừa rồi ác liệt quá các bạn ạ. Chỉ hơi tiếc là mình chưa kịp cho những người bạn như là Tyrannosaurus nè, cũng như là Triceratops ra trận ha. Ồ, mà thôi không sao. Trận chiến vừa rồi thì coi như là chúng ta cho Tremor ra trận trước đi. Rồi một xíu Tremor sẽ ra trận sau cùng ha. Rồi, mình sẽ lên đây. Tại vì trên này còn đồ các bạn ơi. Kinh nghiệm khám phá chỗ này đã cho mình biết một số chỗ chứa Netherite á. Nè, tranh thủ ghé qua lấy luôn chứ bỏ uổng. Trong này cũng có nữa nha. Đó, đó, đó. Người có một chút xíu kinh nghiệm, kiến thức với trải nghiệm nó vậy đó các bạn ạ. Ok, bên đây còn không ta? Bên đây hình như còn vàng thôi. Với mình như vậy cũng rất là tuyệt vời rồi các bạn. Chỉ cần chiến đấu mà không mất đi những người bạn khủng long á là mình vui rồi ha. Rồi bên đây còn cái nữa nè, tí nữa thì bỏ sót. Lấy nốt cái này rồi chúng ta đi về thôi. Mình không ngờ trận chiến đầu tiên nó lại nhanh tới như vậy. Ok, giờ thì về nhà và chuẩn bị cho công việc đánh boss thứ hai và cũng là boss cuối cùng. Mình nghĩ đây sẽ là boss không hề dễ giống như boss vừa rồi chúng ta đánh nhau đâu các bạn ơi. Nên là sẽ hơi căng hơn đấy nha. Tuy nhiên thì trận chiến kia cũng đã làm cho Tremorzilla thấm mệt rồi. Mình sẽ để Tremor về nhà nghỉ ngơi một xíu ha. Ok, rồi khi nào chuẩn bị đi đánh nhau tiếp thì mình sẽ nhờ Tremor. Còn bây giờ mình sẽ xuống dưới nhà để mình lấy những cái đầu của xương đen. Bởi vì mình sẽ còn có một cái sao Nether để chúng ta triệu hồi ra con boss cuối đó các bạn ơi. Và trận chiến với Wither Boss thì mình sẽ để cho những người bạn nãy giờ chưa được chiến đấu ra trận ha. Chỗ này khá là lý tưởng đây.
tương đối là thấp các bạn ơi. Được, 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 được. Rồi, đội quân khủng long của mình ra hết đi. Sau đó thì triệu hồi boss leader ngay tại đây luôn ha. Nào nào, đừng có lại gần anh quá. Lại gần quá là không có đặt block được đâu đó. Ok, chuẩn bị. Xong phim. Né né ra, né né ra. Đúng rồi, đúng rồi. Hiểu ý nhau phết các bạn ơi. Rồi rồi, đợi cho nó full cây máu và tấn công. Let's go. Tấn công thôi. Ui da. Đúng rồi, cắn đi. Ôi trời, mình còn chưa đụng vô được nữa. Nó bay cao quá. Đúng rồi. Khủng long bụp nữa. Đội hình của ta. Nguyên một đạn khủng long các bạn ơi. Xong rồi. Wow. Quay quay. Nhưng mà với một con Wither thôi mà nó đã cấu rỉa máu cũng tương đối nhiều của những người bạn khủng long mình nha. Ây vô, ây vô, nè. Những khủng long mà chưa mặc giáp các bạn rất là ha, mất máu luôn. Tốn rất là nhiều máu luôn á. Ui không được rồi. Kiểu vậy mình phải làm giáp các bạn ơi. Mà một cái áo giáp cho bạo chúa là mình sẽ cần tới 1, 2, 3, 4 4 phôi hả ta. Mình cần 2 bộ giáp như vậy là 8 phôi. 8 nhà nhân với 4 nữa là 32. 32 quận mảnh vỡ cổ đại nữa. Ây, ôi trời, kim cương. Nice. Thôi được, mặc dù mình biết 32 là rất là nhiều nhưng mà không sao các bạn. Vì sự an toàn của khủng long cho nên là mình sẽ về nhà và chúng ta đi qua địa ngục thêm một chuyến nữa để đào 32 mảnh vỡ cổ đại ha. Ở nhà mình có 1, hồi nãy có thêm 1, bụng dư ra nữa là 2. 7 quặng ngay chỗ thợ rèn nữa là 9 rồi đúng không? Rồi, mục tiêu còn lại đó chính là 23 mảnh vỡ cổ đại thôi các bạn ơi. Con số đó được rút ngắn thôi. Trở về nhà sau chuyến đi mine Netherite thì bây giờ mình sẽ nấu hết số này ra ha. Là chúng ta đã đủ chỉ tiêu rồi các bạn ơi. Ồ, trong này còn nữa hả? Quên, tí nữa quên. Đem vô đây cho nó nấu luôn. Lúc này thì mình sẽ thủ sẵn những cái phôi vàng ha. Đã tới lúc để chúng ta xài vàng rồi các bạn. Tí nữa còn tạo thành phôi Netherite nữa chứ. Nhà mình còn táo không ta? Mình tính làm thêm táo vàng. Ồ, đây đây, còn. Ok. Dư vàng nhiều lắm nên là mình sẽ làm thêm táo vàng mang theo ha. Rồi vậy mà vẫn còn dư cái đống vàng cơ. Ở đây thì vụn Netherite đã được nấu xong hết rồi nè. Sẽ lấy ra và bấm công thức của phôi Netherite nào. Mình sẽ có được tổng cộng là 8 phôi ha. Alright. Và 8 phôi thì mình sẽ làm được đâu đó cỡ chính xác là 2 cái bộ giáp. Ok. Đây. Ủa, vậy mới đúng chứ. Trời. Tí nữa thì làm lộn rồi. Đây, hai bộ giáp ha. Rồi, và không chần chờ gì nữa, mình sẽ đưa khủng long bạo chúa ra ngoài để còn lên giáp các bạn ơi. Đây, nhóc này chưa có giáp nè. Mặc giáp vô, úi xài. Gầm gú các thứ rồi giữ dằn người ta. Ê, có chừng gáy cây. Rồi, gáy cá đi rồi. Ơ, bị xét đánh cái gì. Ok, vậy là tạm thời đội hình khủng long bạo chúa của mình đó các bạn. Full giáp hết rồi nha. Từ lứa lớn cho tới lứa nhỏ đều là đã có giáp. Kì đây, vậy đi. Ui 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 ui. Đi săn dâm bay. Đi săn xương. Hết hồn hết vía. Trời đất ơi. Mày nói. Ok, giỏi lắm mấy cưng. Quá trời quá đất ơi. Ông ngoài này loạn quá các bạn ơi. Công đoạn chuẩn bị cho trận chiến cuối cùng gần như đã hoàn chỉnh rồi đó các bạn. Việc còn lại của mình là tìm chỗ của boss thôi. Và chỗ của boss thì mình sẽ cần phải có 4 khối redstone, 4 phôi sắt nè, và một cái mắt của Ender để chúng ta làm ra Eye of Match. Đây chính là cái con mắt giúp mình dẫn tới chỗ của con Wither máy móc. Đây là một trong những con boss mà mình đánh giá có sức mạnh khủng khiếp nhất đó các bạn ơi. Và vẫn như thường lệ mình sẽ phóng con mắt để coi. Ôi trời, nó lại bay về hướng này hả? Ủa sao cái hướng này bất ổn vậy ta? Tìm hang động cũng bay về hướng này. Đi giờ đi đánh boss cũng bay về hướng này nữa các bạn ơi. Sớm giờ, Tremozilla ở nhà cũng nghỉ ngơi nhiều rồi ha. Nên là đã tới lúc đi theo mình và tiếp tục đi quẩy thôi các bạn ơi. Đây là trận chiến cuối cùng rồi nên là tranh thủ cho Tremo đi quẩy chung chứ. Hay chỉ hơi tiếc một điều là trong hành trình này á, không có quá nhiều khủng long khác được
đi quẩy cùng mình á, tại vì cái khả năng không cho phép các bạn à. Lòi thì không cho mình cưỡi, lòi thì cái lượng giáp và lượng máu không đảm bảo á, nên là cũng chỉ có vài nhóc là được đi theo với mình thôi. Hay, nhưng mà không sao, ít ra thì như vậy cũng là cách để chúng ta bảo vệ những cái lòi đó ha, chứ dắt theo đánh chưa được gì hết mà ngủm thì lúc đó còn buồn hơn nữa. Ôi ôi ôi, khoan, từ, ô, có dấu hiệu quay lại rồi hả? Có khi nào mình đã tới nơi luôn không? Ây à, ai à, à, cái gì đây thanh niên này? Giỡn mặt hả? Muốn cái gì? Hả? Hả? Giỡn mặt hả cưng? Rồi, à, thanh niên người tới cổ này nữa. Xử luôn. Ui, ôi trời, mình lỡ cà khịa cá mập. What the heck? Trời, dùng biển này có cá mập thứ dữ á mọi người. Ok, lên thuyền cái đi. Rồi chúng ta sẽ phóng lại cái Eye of Match này ha. Rồi, rồi. Vậy là chuẩn rồi các bạn ơi. Ông trình nó đang nằm ở phía dưới vùng biển này luôn. Mình đoán là sẽ ngay đây. Rồi, nó lũi xuống dưới rồi kìa các bạn. Chính xác rồi đó. Tầm này thì chúng ta chỉ cần là đào thẳng xuống dưới thôi. Đừng có khịa ta, đang bị nóng nha. Tính khịa cái gì? Úi xa. Xuống nước là cái vũ khí này hơi bị bá đạo nha. Rồi, kệ mấy cái con khịa mình đi. Giờ thì mình sẽ lặn xuống dưới. Tập trung chuyên môn nè. Ui da, da. Trời. Rồi, cái nón thở vô cái đã. Không có nón thở là hơi mệt mỏi á. Có oxy rồi, mẹ khỏe hơn rồi đó. Để xem coi có đúng như mình dự đoán hay không nha. Hy vọng là mình không có xui tới mức mà đào thẳng ngay một cái hố lava các bạn ạ. À, mà quên, giờ mình có kháng lửa mà. Đúng, sợ gì nữa. Ồ, mở được thành tựu luôn rồi kìa các bạn. Out of place. Quầy, chỗ này cứng lắm. Ôi, ôi trời trời. Mình không đột nhập vô bằng cách đục tường được các bạn ơi. Mình phải tìm cái cổng vào á. Ủa? Đây rồi. Cuối cùng cũng tìm được cổng. Ông kia, ấy à. Ở đây có quái vật. Trời, con kia nó bắn tùm lum mình kìa. Ây, bắn cái gì cô? Trời, nó cũng có dây xích nữa. Thích bắn không? Cô thích bắn không? Xử luôn. Trời, nó bắn kìa. Chiếu chiếu luôn các bạn ơi. Kệ nó, mình sẽ tập trung chuyên môn đi vô trong. Và wow. Nhưng mà có vẻ nó sẽ không để yên cho mình làm chuyện đó các bạn à. Đây là những con Watcher. Có vẻ là nó khá khó chịu đấy. Trời. Còn thêm một vài con thứ dữ nữa. Ui sao bây giờ có nhiều thứ mới trong này vậy. Thôi được rồi, mình sẽ cho đội quân khi xe ra top của mình ra các bạn ơi. Tấn công. Mấy con này nó hơi bị mạnh các bạn ơi. Yêu. Trời, nó có mấy cưa. Áo. Ui, để cho khủng long mình hỗ trợ cái đó. Không thôi nó cưa mình đấy. Ui, cái máy cưa của nó cơ. Yêu. Không cho ngươi cưa đâu, ta sẽ dùng khiên. Mẹn đất ơi. Oh my god. Ổn, tạm thời ổn các bạn ơi. Ok. Ê à, có con nào nó đánh đi. À, cái con nhỏ, trời ơi. Yêu, bình tĩnh, mấy cưng bình tĩnh. Anh chưa sẵn sàng. Ồ, cái này chưa phải là boss các bạn ơi, mà nó đã mạnh như vậy rồi. Một hồi đánh cái con boss ở trong kia. Sao mình bằng lợi đây. Trời đất ơi, căng như dây đòn nha. Rồi, trước khi vô đánh boss mình sẽ nghĩ coi đây có gì giá trị không, mình lượm trước đi các bạn, để lỡ không có cơ hội lượm. Nhưng mà có vẻ là không có gì khác rồi. Ừ, ở đây giống như cái cửa tự động nha. Ừ, nhìn nó na ná cái cửa tự động á các bạn. Hướng này thì sao? Hướng này là cái phòng chứa đồ. Oh, ok. Chứa quặng rồi ha. Wow, có kim cương ha em. Ui, giấu cái đống quặng mà không có kim cương các bạn ơi. Kỳ ghê. Thôi, dù sao mục đích chính mình vô đây cũng chỉ để đánh boss các bạn à. Thế nên là chúng ta sẽ dũng cảm lên. Không có gì phải rén. À không, có rén thì rén chút chút thôi. Lấy táo vàng ra nha, chuẩn bị cho đội hình tấn công đầu tiên.
lần này mình sẽ cho gia đình của anh Long và chị Long ra trận trước ha các bạn. Hy vọng là sẽ ổn. Đây, cho ra trận liền. Rồi. Sợ chưa mấy cụ? Và mình sẽ triệu hồi The Harbinger bằng cái sao này đờ. Ok. Ui ui, triệu hồi xong rồi. Ui xong chưa? Oh my god. Ê dạ, mình không bắt kịp tốc độ của Harbinger các bạn ơi. Ui, anh Long, chị Long chiến đấu nhiệt tình lắm các bạn ơi. Mình cũng phải hỗ trợ. Hỗ trợ đồng đội. Oh my god. Đây 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 đây. Nó đang tập trung tấn công anh Long, chị Long. Ui. Hả? Chúng ta chiến thắng rồi. What? Nani? Ủa? Ủa sao chiến thắng nhanh vậy? Ê, có gì đó không đúng ở đây các bạn ơi. Hả? Coin? Coin này dùng để làm gì? Không lẽ dùng cái này để triệu hồi thêm một lần nữa sao? Không phải. What? Uầy, cái này có thể làm vũ khí nha. Wow, trong này cũng có gỗ luôn nè. Ngon. Làm mày chế tạo rồi chúng ta sẽ chế ra cái Mid Shredder ha. Đây là một cái cưa siêu vip luôn các bạn ơi. À, mình còn thiếu khối sắt đúng không? Rồi rồi. Cái cục này thì mình sẽ cần phải đổi ra những cái thỏi Widerite. Dạ, một loại quặng cực kỳ vip. Và tên tên, chúng ta đã có nó rồi. Ui, máy cưa siêu cấp các bạn ơi. Ui, con nào mà chống với mình sẽ cưa nó luôn. Ôi da, bây giờ Lộc Thành anh thợ cưa may mắn rồi. Ôi lộn, anh thợ cưa mạnh mẽ. Ok, đi test liền các bạn ơi. À, con này bắn nè, nó bắn nè. Bắn không? Bắn không? Trời ơi, mình cưa hơi bị ghê các bạn ơi. À. Đây. Wow. Ngon, hẹn ngon. Rồi, hồi nãy chúng ta đã test sức mạnh của gia đình anh Long rồi đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ test sức mạnh của Tremozilla khi mà chiến đấu với boss khủng thì sẽ như thế nào ha? Uầy, mình nghĩ sẽ rất là căng á. Ơ chung một khoan. Ở đây có vài cái rương. Rương đây là rương trống mà các bạn ơi. Ủa sao mà lạ ta? Mình cảm giác boss này không quá khủng khiếp ha. Các bạn có thấy vậy không? Trời ơi, tưởng đâu boss cuối sẽ khủng lắm nhưng mà có vẻ là đồng đội mình quá là mạnh các bạn. Rồi, bộ đôi Tremo đã xuất hiện. Sao nay đờ thì vẫn còn. Và bam. Ok. Ui xuất hiện rồi. Ui ui. Lấy máy cưa. Ui ui. Ui lần này có vẻ căng hơn nha. Rồi. Ê mình sẽ hỗ trợ. Ui sao mình cưa không có xi nhê cái boss này trơn vậy. Hell no. Ui để ý máu của Tremo nha. Rồi. Ui lần này nó mới dùng sức mạnh thiệt của nó hay sao các bạn ơi. Đúng rồi. Ui trời ơi, nó ăn hơi thở của hai Tremo muốn đi luôn rồi. Nó hết trụ nổi rồi các bạn ơi. Nó phát nổ lần hai rồi. Ui dồi ôi. Bữa nay mà nó gặp mình là coi như ngày tàn của nó rồi. Chưa đầy 10 phút mà boss khủng mới nằm xuống hai lần các bạn. Ôi hình như cái lần này mới là lần mà nó triệu hồi phiên bản mạnh hay sao nè. Nó biến mất rồi, nó không còn nằm ở đây nữa. Mặc dù mạnh nhưng mà gặp Tremor sức mạnh tuyệt đối thì cũng đi các bạn ơi. Uầy, có vẻ là chỉ cần hai Tremorzilla thôi là chúng ta có thể cân một con boss khủng á. Ôi kìa, bệ ngầu đét luôn các bạn ơi. Và hơi tiếc á là chúng ta không kịp cho bộ ba Tremozilla ra trận. Ủa lộn, bộ ba Triceratops ra trận các bạn ạ. Rất là đáng tiếc luôn á. Hy vọng là trên đường về chúng ta sẽ có dịp đưa Triceratops ra để chiến đấu. Còn bây giờ mình sẽ kiếm mấy con mà nó bắn mình nãy giờ, mình bực lắm rồi. Cưa nó. Cưa siêu nhanh luôn các bạn ạ. Wow, cái này mà đầu game có là hơi bị bá đạo nha. Dồn đam trong thời gian ngắn rất là tốt ha. Ở đây thì nó có mấy cái cục này. Theo như mình biết á thì dùng để sạc năng lượng các bạn à.
đó, khi mà cái con bot Harbinger nó bắn laser vô đây nè, sạc đầy đúng không, mình kích hoạt cái đó nó nén lại là sẽ làm tê liệt con bot và mình có thể dùng đam nó. Nhưng mà hơi tiếc mình không có dịp để thực hiện cái màn dùng đam đó. Thôi nhiệm vụ đánh bot của chúng ta đã xong á, mình sẽ khám phá một chút ở đây coi coi có phát hiện thêm cái gì độc lạ rồi hay không, mình sẽ chia sẻ với các bạn. Còn nếu không thì chắc đi về đó các bạn ơi, phá đảo chỗ này nhanh thật sự. Ê, về tới nhà mà vẫn còn hiệu ứng đùm xấu ta. Ừ, mình sẽ test cái sức mạnh của lưỡi cưa Widerai lên mấy cái con này ha. Chuẩn bị đi, ta xét xử mọi người. Nhìn. Wow, các bạn coi này. Cưa nó không chụp phát nào luôn các bạn ơi. Bá đảo quá à. Ê, ê, cái gì đây? À, cái con này. Chơi. Con này. Rồi. Trời, nó còn dám làm phép lên khủng long của mình nữa chứ. Láo thật. Quay. Trời ơi, thật tiếc mà chúng ta không có vũ khí này sớm á. Nếu không thì chắc mình sẽ rất là mạnh mẽ trong thời gian đầu các bạn à. Rồi, và hồi nãy thì mình còn dư khá là nhiều những cái thỏi Widerai các bạn. Thế nên là mình sẽ về nhà và làm liền cái đe. Lúc trước mình chưa có làm được cái đe này nè. Đó, bây giờ đã có đồ nghề rồi, nên là tranh thủ chúng ta sẽ làm luôn cái đe đó ha. Cái redstone là cần 2 khói đúng không? Ok, xong rồi, bấm công thức thôi. Đấy, với cái đe này mình có thể nâng cấp một vài thứ xịn sò nha. Mình sẽ đặt nó ngay trung tâm đi. Wow, nhìn là thấy hiện đại máy móc rồi đấy. Trong này mình sẽ cần có một cái găng tay. Đó, găng tay này lâu rồi mình chưa có dùng nè. Mình sẽ kết hợp nó với cái khiên hiện tại mà mình đang giữ ở trên tay luôn các bạn ơi. Rồi, và hai thứ này khi mà kết hợp lại với nhau thì chúng ta sẽ tạo ra được một cái găng tay có vẻ là rất là xịn nha. Để xem. Oh. Wow, ngầu các bạn ơi. Chỉ với một từ thôi là ngầu. Nè các bạn coi nè. Ui. VIP nha, VIP nha. Đây có nhện, mình sẽ test thử coi. What? Gì đây? Oh, hình như cái năng lực hút từ cái khiên của mình vẫn còn các bạn ạ. Ui, còn gọng nữa cơ. Ripper, mình test lên thử Ripper. Uầy, còn có hiệu ứng gì đây? Có cái hiệu ứng gì ạ? Uầy, nhìn xịn sò lắm các bạn ơi. Nhưng mà nó trong chốc lát hả? Thử với con Zombie coi. À đúng rồi, nó đẩy cái địch gần mình đi ra các bạn ơi. Và khi mình buông ra thì mình sẽ hút cái địch, dặn khoảng cách nó xa hơn lúc đầu rất là nhiều ha. Được rồi chứ. Ui, knock out luôn cơ. Wow, mình còn thấy ở đây còn có súng laser nữa các bạn ơi. Laser Gatling Gun. Wow, lại một món đồ VIP khác nữa. Mà công thức làm ra nó thì lại rất là rẻ nữa chứ. Trời ơi, cuối game mình mới tìm được những món đồ ngon này. Thôi hôm sau chúng ta vẫn còn thời gian để trải nghiệm nó trong ngày hôm nay mà. Wow wow, coi thử coi bắn nha. Ui dồi ôi dồi. Woo. Cái này có những phát bắn giống như những cái con bọ ở trong khu vực nhà máy cổ đại các bạn ha. Trời ơi, sấy liên hoàn luôn nè. Và coi coi cái này nó có thể có thể nạp đạn bằng redstone các bạn ha. Uầy, vậy là mình cứ bắn thoải mái đi. Đấy, mỗi lần hết thì mình chỉ cần tốn có một cái redstone thôi để chúng ta nạp lại đạn. Ê, nhưng mà cái súng này bắn cả băng đạn mới hạ được con Zombie các bạn à. Đúng là tiền nào của đó nhờ. Trời đất ơi, bắn kìa. Yêu. Tưởng đâu nó xịn ra về không xịn tí nào. Yeah. Thua cái máy cưa của mình ha. Máy cưa vẫn là vũ khí xịn nhất các bạn ơi. Cưa siêu nhanh và siêu thốn luôn. Và nãy giờ thì chúng ta test vũ khí cũng lâu rồi, quên mất không để cho những người bạn đã chiến đấu vất vả nãy giờ lên cái khu vực nghỉ ngơi nữa. Okay. Ê, 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 đừng, đừng. Ôi trời ơi. Một tí nữa là sập nhà rồi các bạn ơi. Tre môi là tre mô. Giật hết cả mình. Gia đình của anh Long hồi nãy chiến đấu cũng rất là hăng say ha.
nên là chúng ta cũng sẽ cho gia đình anh Long về đây. Và cuối cùng đó chính là Triceratops. Hơi đáng tiếc một điều là hôm nay Trice không có nhiều dịp để thể hiện sức mạnh hết các bạn. Nhưng mà những trận chiến lúc trước các bạn cũng thấy rồi đó, Trice cũng chiến đấu rất là sung mãn nha, không phải là yếu đuối đâu. Vậy là chúng ta đã gần như đánh bại hết những cái con boss ở trong thế giới thời đại khủng long bằng sức mạnh tình bạn các bạn ạ. Và các bạn thấy ấn tượng với sức mạnh của người bạn khủng long nào nhất? Mình thì thấy rất là ấn tượng với hơi thở của Tremorzilla nha. Từ đầu tới giờ hơi thở của Tremo vẫn là một cái gì đó khiến chúng ta mê mẩn bởi sức mạnh tuyệt đối đó ha. Rồi, ngoài ra thì bây giờ mình sẽ lượn một vòng để chúng ta ngắm lại những người bạn khủng long trong cuộc hành trình này ha. Có những người bạn thì chúng ta cũng phải đánh đổi khá là nhiều thì mới có thể về đội nè. Bên này thì lâu rồi mình cũng chưa ghé các bạn ơi. Brachiosaurus rồi nè, khủng long. Ê Creeper, trời, khủng long đuôi gai ở trong góc kia ha. Bên này thì sẽ có những cái loài mình mới hồi sinh gần đây thôi, rồi hai thanh niên hay hóng hớt nữa kìa. Nhìn cái mặt đó mất cười luôn các bạn ạ. Triceratops mình nhớ đây kìa. Triceratops trong kia các bạn ơi. Ok, ở nhà mình thì cũng có khủng long nữa nha. Khủng long xương. Ngoài này thì là đại gia đình của khủng long bay. Ra ngoài khu vườn này thì rất là nhiều loài khủng long mà giai đoạn đầu chúng ta hồi sinh. Và kể cả loài mới hồi sinh gần đây các bạn. Cái nhóc này thì hay chảy nước lắm luôn. Ôi trời. Đi đây. Gì mà xấu tính vậy, người ta đứng chảy nước thôi mà cũng cắn người ta nữa. Kỳ cục vậy. Rồi, trên kia là người bạn mới ở tập trước luôn các bạn. Baby Leviathan ha. Ok. Ui, không thể thiếu, đó chính là khu vườn này. Khu vườn FA. Đây là những loài hiện tại đang FA ha. Từ cá sấu cổ đại, khủng long đầu gai nè. Rồi kể cả cái nhóc này bị mất bạn đời các bạn. Tại mình bất cẩn á. Quá trời kỷ niệm ù về luôn các bạn ơi. Anh gì báo rồi nữa nè. Ban ngày ngủ ban đêm đi báo các bạn. Khủng long bạo chúa ha. Cái nhóc này cũng rất là ấn tượng nha, bởi khả năng chạy các bạn. Mình ấn tượng mỗi cái khả năng chạy thôi. Chạy bứt tốc nhiều khi còn nhanh hơn cả những cái người bạn Tremosaurus ở trong kia. Mình thấy vậy. Rồi, khu vực ở gần nhà thì gần như đã ok hết rồi ha. Mình sẽ đi qua bên kia, tại vì bên kia cũng còn một vài loài nữa. Quên. Những cái nhóc này thì mới về đội của mình thôi. Nhưng thấy vậy thôi, mấy bạn này cũng rất là trung thành nha. Trời ơi, mình bị Zumbai cắn thôi là dí lại cắn trả thù liền á, không đùa đâu. Rồi, bây giờ mình sẽ bay qua bên kia cùng với khủng long bay đi, cho nó nhanh. Bên này thì chúng ta có hổ răng kiếm nè. Hôm qua mới sổng chuồng, không biết hôm nay còn trong này không nữa hay là sổng. Còn. Còn là tốt rồi các bạn. Trước khi nói lời tạm biệt thì cũng phải qua chào Đăng Lê Status. Hôm qua chiến đấu cùng mình rất là sùng ở dưới đáy biển chứ kìa. Nguyên một đàn đơn leo luôn các bạn ơi. Không hề ít đâu. Và bên này là gia đình của khủng long cổ đại, rất là to ở cái hang động nguyên thủy ha. Trời. Cái đầu đâu rồi? Đây. Hết hồn. Tự nhiên thấy không thấy cái đầu rồi, trời đất ơi. Còn cái nhóc baby trên này đâu ta? Ok. Trời ơi, đi lạc vô hang. Chiến thần này là chiến thần chùm đi lạc quá. Ok, mình sẽ dẫn người bạn này đi xuống dưới chung với phụ huynh ha. Chứ để trên này là đi lạc là khó mà kiếm được lắm các bạn ơi. Rồi, phụ huynh trông chừng đi nha. Ok. Và đấy chính là toàn bộ những người bạn mà chúng ta đã có được trong cái chặng đường thời đại khủng long này. Mình thấy đây là một chặng đường rất là đáng nhớ luôn các bạn ơi. Ok vậy. Trời. Đây là cái búa của thợ rèn Netherite các bạn ơi. Trời ơi, hơn là khủng long bay không sao, không thôi là hối hận không kịp rồi. Nhưng mà chặng đường nào rồi cũng sẽ tới hồi kết các bạn ạ. Và hành trình thời đại khủng long của chúng ta đã trải qua rất là nhiều khung bậc ha. Từ những lúc vui cho tới những lúc buồn vì mất mát khủng long á. Nhưng mà chúng ta đều đã trải qua hết rồi. Và kết thúc này mình thấy cũng rất là mỹ mãn ha. Chỉ hơi tiếc là trong hành trình này mình chỉ hồi sinh được nhiêu đây khủng long thôi. Và hy vọng rằng trong thời gian sắp tới sẽ có thêm nhiều loài khủng long nữa mà mình có thể hồi sinh trong những cái cuộc hành trình liên quan tới khủng long sắp tới. Và cảm ơn các bạn đã dõi theo suốt hành trình này. Hẹn gặp lại các bạn vào những hành trình tiếp theo nha. Mà bạn nào có nhu cầu mặc Roblox, Lockroot cũng như là Unitless thì nhớ ghé qua shop của Lộc
lên shop với phần bình luận á. Còn giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye. À tí nữa thì quên. Bye bye hai bé chân làng nha. Trời ơi, mặc dù hai bác này giống như là tù nhân của mình nhưng mà bác ấy cũng đóng góp rất là lớn trong hành trình này. Cũng như là tạm biệt cái bé mèo ở hang động Acid ha. Chắc là mình sẽ nhớ những người bạn trong hành trình này lắm đây.